Hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay bên cửa hàng bên con có một cái lô vũ nữ. Và đây là vũ nữ hồng lâu mộng nha cô chú. Cực kỳ say hoa luôn, hoa quanh năm. Và cái hồng lâu mộng này thì ở miền Nam của mình á, trồng thì nó vẫn ra hoa bình thường nha cô chú và hoa quanh năm. Tại vì cái này thì bên cửa hàng bên con trồng rất là nhiều lần và đã ra hoa sổ tại vườn rồi. Đó. Rất là nhiều mặt hoa nha cô chú. Nhưng mà bên con đang bán là mặt hoa màu trắng. Và hoa của nó là cực kỳ thơm cô chú. Đây là mặt hoa nè. Con chụp gần cho các cô chú mình dễ thấy nè. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con sẽ bán giảm giá, tại vì cái lô này bên con chỉ còn khoảng 20 đến 30 chậu thôi, bên con không có hàng nhiều. Và bên con đang bán với giá tiền là 200.000 ba chậu nha cô chú, số lượng có hạn. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Tại do trước có đang làm đường nên hơi ồn tí nên các cô chú mình ráng thông cảm mình nghe giúp con. Đây là hình cây vũ nữ hồng lâu mộng nha cô chú. Đó, cây đang có vừa hoa luôn nè, hoa cực kỳ thơm. Đó, rất là thơm nha cô chú, mùi hoa cực kỳ dễ chịu luôn á. Bên con chỉ có khoảng 20 chậu thôi. Và bên con đang bán với giá tiền là 200.000 ba chậu nha cô chú. Đây là hàng thuần vườn rồi. Đó, 200.000 ba chậu. Số lượng cây chỉ còn khoảng mười mấy 20 chậu nha cô chú. Và cây là cực kỳ đẹp luôn á. Vũ nữ hồng lâu mộng, giá tiền là 200.000 ba chậu. Và số điện thoại của bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Đây là hàng thanh lý nha cô chú, nên nó có giá rẻ đó. Chứ hôm trước từ bên cửa hàng bên con bán với giá 120 chậu lận. 200.000 ba chậu.